Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mưa dông vẫn đang là thời tiết đáng lưu ý ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và cả khu vực Trung Bộ. Chỉ riêng khu vực Bắc Bộ thì có nắng thu trong ngày. Ở miền Trung thì mưa dông tăng lên bởi tác động của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ đang hoạt động mạnh. Ngày hôm nay thì tại khu vực từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh với lượng mưa là từ 30 đến 60 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Từ Thừa Thiên Huế trở ra Thanh Hóa thì diện mưa chưa rộng, chỉ tập trung ở Nam Nghệ An vào tới Quảng Trị với lượng mưa là từ 20 đến 30 mm và có nơi là trên 70 mm. Do mưa nhiều nên là nhiệt độ ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận chỉ khoảng từ 31 đến 33 độ. Còn khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, nhiệt độ sẽ rơi vào 32 đến 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu tác động kết hợp của gió Tây Nam và cả giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, khiến mưa dông tăng lên, khả năng xảy ra mưa bất cứ lúc nào. Chiều tối nay thì sẽ là thời điểm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa là từ 20 đến 50 mm và có nơi là trên 100 mm. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ quét và trượt lở đất cũng như là hiện tượng ngập úng đô thị, nên người dân cần phải chú ý đề phòng. Trời sầm sì nhiều mây khiến nắng chỉ xuất hiện gián đoạn ở Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở Tây Nguyên vào 26 tới 29 độ, Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Trở ra với miền Bắc, dưới tác động của đới gió đông nam yếu nên đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội đã có mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Từ sau 7 giờ thì hầu như là cả miền Bắc trời đều tạnh giáo, có nắng nhẹ về trưa chiều. Nên nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 32 cho tới 34 độ, trời nắng nhưng mà không nóng, cảm giác hơi oi bức nhẹ. Trên biển ở khu vực vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đến đông cấp 4, mưa dông vài nơi. Khu vực huyện đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Ngày hôm nay là ngày quốc lễ mùng 2 tháng 9, thời tiết trên cả nước sẽ có những sắc thái đặc trưng vùng miền theo mùa rất rõ ràng. Ở miền Bắc thì ban ngày sẽ có nắng thu, còn miền Trung và miền Nam thì có mưa dông nhiều. Với thủ đô Hà Nội, ngày có nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ dao động vào khoảng 33 tới 34 độ, cảm giác hơi oi bức nhẹ. Đến khoảng chiều tối thì cũng có khả năng xảy ra mưa rào và dông với xác suất cao là trên 75%. Đối với thành phố Đà Nẵng, nằm trong vùng tác động của giải hội tụ nhiệt đới, nên ngày hôm nay, Đà Nẵng cũng có mưa rào bất chợt, xác suất mưa khá là cao, trên 70%. Thời gian nắng trong ngày thì cũng ít, thời tiết có dạng trượt nắng, trượt mưa, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều là 33 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay được dự báo mưa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngày, với xác suất mưa cao trên 85%. Từ chiều tối thì còn có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Quý vị cần phải lưu ý tình trạng ngập úng cục bộ. Biên độ nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh là 25 cho tới 33 độ. Đêm nay cho đến ngày mùng 3 tháng 9, vùng hội tụ gió trên cao còn hoạt động, nên ở miền Bắc vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tập trung chính là tại khu vực vùng núi, có nơi mưa lượng khá, khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất vẫn còn tiềm ẩn. Từ ngày mùng 4 tháng 9 thì mưa sẽ giảm hẳn về diện và lượng,
đề phòng mưa dông bất chợt về chiều tối gây ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông. Nên nhiệt độ trong hai ngày tới cao nhất vào trưa chiều dao động trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Từ ngày 4 tháng 9, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Tại Trung Bộ, trong 3 ngày tới, do chịu ảnh hưởng của giải mây dông gây mưa có trục vắt qua khu vực phía Nam Trung Bộ, đến các tỉnh từ Quảng Trị trở vào xuống tới Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mượn lưa khá, thời gian mưa tập trung nhiều về chiều và tối. Ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ dao động là từ 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực phía Bắc của Trung Bộ, mưa dông chỉ xảy ra cục bộ về chiều tối, ban ngày thì cũng không quá nắng. Thời tiết nhìn chung là vẫn tương đối ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời và du lịch vào dịp nghỉ lễ. Lùi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nằm ở rìa phía nam của giải mây dông gây mưa nên đời gió Tây Nam cũng hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Bởi vậy mà cả hai khu vực này trong những ngày tới thì sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa. Cục bộ có mưa to, có thể gây ngập úng cục bộ khu vực trũng thấp hay sạt lở đất đá khu vực ven sông và suối. Ngoài ra trong cơn dông thì người dân cần phải hết sức lưu ý đề phòng dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm khi lưu thông. Trên biển, dự báo trong 3 ngày tới, thời tiết trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió ở mức cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và biển động, sóng biển cao trên 2 mét. Thank you.